Xin chào đón quý bà con và các bạn đến với kênh Giá Thanh Long của ban biên tập chúng tôi. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin mới nhất về giá thanh long hàng ngày. Giá thanh long luôn biến động thất thường, tùy thuộc vào vườn, vào lái, đoạn đường vận chuyển xa hay gần sẽ có sự chênh lệch khác nhau về giá cả. Quý bà con và các bạn đừng quên theo dõi kênh để nắm bắt thông tin kịp thời chính xác. Hy vọng quý bà con và các bạn yêu mến kênh cũng như ban biên tập của chúng tôi. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết về bảng giá thanh long cũng như các thông tin khác về thanh long của khu vực tỉnh Bình Thuận và khu vực các tỉnh miền Tây. Xin mời quý bà con và các bạn cùng lắng nghe và theo dõi. Thanh long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vừa bò đẹp loại 75% 14.000 đồng một ký, loại 80% 15.000 đồng một ký và loại 90% với mức giá 16.000 đồng một ký. Bò sàn loại 75% 12.000 đồng một ký, loại 80% 13.000 đồng một ký và loại 90% có mức giá 14.000 đồng một ký. Hàng giạt có mức giá từ 5.000 đến 6.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Giá thanh long tại vườn luôn thấp hơn vựa từ 1.000 đồng cho đến 3.000 đồng nhé bà con. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có mức giá từ 28.000 đồng cho đến 30.000 đồng một ký tùy theo vựa. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vựa loại 1 32.000 đồng một ký, loại 2 27.000 đồng một ký, loại 3 22.000 đồng một ký, loại 4 16.000 đồng một ký. Thanh long ruột trắng miền Tây về vựa hàng đẹp từ 15.000 đến 17.000 đồng một ký, hàng sàn 12.000 đến 14.000 đồng một ký, hàng giạt có mức giá từ 4.000 đến 6.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Xin cảm ơn quý bà con và các bạn cũng như tất cả quý khán thính giả luôn theo dõi, yêu quý và đồng hành ủng hộ ban biên tập chúng tôi. Ban biên tập chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý bà con, các bạn, quý khán thính giả đã luôn chia sẻ và truyền tải thông tin đến tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.